Địa Tạng Bồ Tát Bổn Nguyện dẫn dầu cứu độ nhân thiên phẩm thứ 13. Một, Đức Phật gia phó. Lúc đó Đức Thế Tôn giơ cánh tay sắp vàng xa đảnh ngài Địa Tạng Đại Bồ Tát mà bảo rằng: Địa Tạng, thần lực của ông không thể nghĩ bàn, đức từ bi của ông không thể nghĩ bàn, trí huệ của ông không thể nghĩ bàn, biện tài của ông không thể nghĩ bàn. Dầu cho cái Đức Phật ở mười phương khen ngợi, tuyên nói sự chẳng thể nghĩ bàn của ông trăm nghìn muôn kiếp cũng chẳng hết đặng. Này Địa Tạng, ông nên nhớ hôm nay ta trong cung trời Đao Lợi, nơi pháp hội lớn có trăm nghìn muôn ức bất khả thuyết, tất cả Đức Phật, các vị Bồ Tát, các hàng trời rồng tám bộ chúng đây, một lần nữa đem cái hàng chúng sanh những kẻ trong nhà lửa chưa ra khỏi ba cõi mà gia phó cho ông chớ để chúng sanh đó phải đọa lạc và ác đạo, dầu là chừng một ngày một đêm, huống chi lại để cho chúng nó phải bị đọa lạc vào địa ngục ngũ vô gián cùng địa ngục A Tỳ, mãi đến nghìn muôn kiếp không lúc nào ra khỏi ư. Này Địa Tạng, tâm tánh của chúng sanh cõi Diên Phù Đề không định, phần đông đều quen theo thói ác, thỏng họ có người phát tâm lành nhưng rồi không bao lâu liền thối thắt, còn như duyên ác lại luôn luôn tăng trưởng. Cũng vì lẽ đó nên ta phải chia thân này ra trăm nghìn ức để hóa độ, thuận theo căn tánh của chúng nó hầu làm cho chúng đó được giải thoát. Này Địa Tạng, hôm nay ta cần đem chúng trời người gia phó trong trong đời sau, như có hàng trời người cùng thiện nam thiện nữ trồng chút ít căn lành trong Phật pháp chừng bằng sợi lông mãi chằng hột cát giọt nước, thì ông nên dùng đạo lực của ông ủng hộ người đó, làm cho người đó tu tập lần lành đạo hạnh vô thượng, chứ để họ thối thắt. Lại vậy nữa, này Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau họ có trời hay người nào phải theo nghiệp mà thọ báo bị đọa lạc vào chốn ác đạo, đến khi bị đọa phải ác đạo vừa bước đến cửa địa ngục. Những chúng sanh đó nếu có thể niệm đặng danh hiệu của Đức Phật hay danh hiệu của một vị Bồ Tát cùng một câu một kệ kinh điển Đại Thừa, ông nên dùng thần lực của ông tìm phương trước cứu vớt các chúng sanh đó. Ông nên hiện thân ra trước kẻ đó, phá tan địa ngục, làm cho họ được sanh lên cõi trời hưởng những sự vui vi diệu thù thắng. Bây giờ Đức Thế Tôn liền nói kệ rằng: Đời này đời sau chúng thiên nhân, nay ta ăn cần dặn bảo ông dùng đại thần thông quyền độ họ, đừng cho ác đỏ đỏ vào trong. Hai, Bồ Tát tuân chỉ. Bây giờ ngài Địa Tạng Bồ Tát quỳ gối chắp tay bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, cứ xin Đức Thế Tôn chớ lo, trong đời sau nếu có người thiện nam cùng kẻ thiện nữ nào đối với trong Phật pháp có một niệm cung kính, con cũng dùng trăm nghìn phương tiện độ thoát người đó, làm cho mau đặng giải thoát trong đường sanh tử. Huống nữa là nghe các việc lành rồi luôn luôn tu hành, tự nhiên ở nơi đạo vô thượng không bao giờ còn thoái chuyển. Ba, hư không tạng bạch hỏi. Lúc ngài Địa Tạng Bồ Tát bạch lời nói trên đó vừa xong, trong pháp hội có vị Bồ Tát tên là Hư Không Tạng bạch cùng Đức Phật rằng: Bạch Đức Thế Tôn, từ khi con đến cung trời Đao Lợi này, nghe Đức Như Lai ngợi khen oai thần thế lực không thể nghĩ bàn của ngài Địa Tạng Bồ Tát, trong đời sau họ có người thiện nam cùng thiện nữ nào, cho đến tất cả hàng trời rồng vân vân nghe kinh điển này và nghe danh tự của Địa Tạng Bồ Tát cùng với chiêm lễ hình tượng ngài Địa Tạng Bồ Tát, thời những cái được bao nhiêu điều phước lợi. Cuối mong Đức Thế Tôn vì tất cả hàng chúng sanh ở hiện tại mà và vị lai mà nói lược việc ấy cho. 4. 28 điều lợi. Đức Phật bảo ngài Hư Không Tạng Bồ Tát: lắng nghe cho kỹ, ta sẽ vì ông mà nói rõ việc ấy cho. Trong đời sau người thiện nam cùng thiện nữ nào thấy hình tượng của ngài Địa Tạng Bồ Tát và nghe kinh này, cho đến đọc tụng, dùng hương hoa, đồ ăn món uống, y phục vật báo mà bố thí cúng dường, ngợi khen chiêm lễ, thời cả ấy được 28 điều lợi ích như sau đây. Một, các hàng trời rồng thường hộ niệm. Hai, quả lành càng ngày càng thêm lớn. Ba, chứa nhóm nhân vô thượng của thánh. Bốn, mãi không còn thối thắt đạo bồ đề. Năm, đồ mặc món ăn dồi dào đầy đủ. Sáu, những bệnh tật không đến nơi thân. Bảy, khỏi những tai nạn quay lửa và nước. Tám, không bị hại vì trộm cướp. Chín, người khác thấy đến sinh lòng cung kính. 10. Các hàng quỷ thần theo hộ trì. 11. Đời sau thân gái sẽ chuyển thành thân trai. 12. Đời sau sẽ làm con gái các hàng vương giả đại thần. 13. Thân tướng xinh đẹp. 14.
phần nhiều được sanh về cõi trời, 15 hoặc làm bậc vua chúa, 16 có chí sáng biết rõ việc trong những đời trước, 17 có mong cầu chi cũng đều được tội ý, 18 quyến thuộc an vui, 19 các tai vạ bất ngờ đều dứt sạch, 20 các nghiệp về ác đạo đều trừ hẳn, 21 đi đến đâu cũng đều không bị sự trở ngại, 22 đêm nằm chiêm bao an ổn vui vẻ, 23 những người thân tộc đã chết nếu có tội thời được khỏi khổ, 24 nếu về đời trước có phước được thọ sanh về cõi vua xứ, 25 các bậc thánh ngợi khen, 26 căn tánh lanh lợi thông minh, 27 giàu lòng từ mẫn, 28 rốt ráo thành Phật, 57 điều lợi, lại vài nữa, này hư không tạng Bồ Tát, như hàng trời rồng quỷ thần ở hiện tại và vị lai nghe danh hiệu của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, đảnh lễ hình tượng của Ngài Địa Tạng Bồ Tát, Phật nghe về các sự về bổn nguyện tu hành của Ngài Địa Tạng Bồ Tát mà ngợi khen chiêm lễ thì sẽ đặng 7 điều lợi ích. Một là mau chứng bậc thánh, mau chứng bậc thánh. Hai nghiệp ác tiêu diệt. Ba chư Phật đến ủng hộ. Bốn không thối thất bồ đề. Năm bổn lực được tăng trưởng. Sáu việc đề trước đều rõ biết. Bảy rốt ráo thành Phật. Sáu đại hội tháng tháng. Bấy giờ bất khả thuyết tất cả các đức Phật và đại Bồ Tát cùng tám phổ chúng trời gần vân vân ở mười phương đến dự pháp hội đó. Nghe Đức Thích Ca Mâu Ni Phật ngợi khen tuyên bài sức oai thần lớn chẳng thể nghĩ bàn của Ngài Địa Tạng Bồ Tát. Điều khen là việc chưa từng có. Lúc đó trời đao lợi rưới vô lượng hương hoa thiên y chuỗi ngọc để cúng dường Đức Thích Ca Mâu Ni Phật và Địa Tạng Bồ Tát. Xong rồi tất cả đại chúng trong pháp hội thảy đều chiêm lễ chắp tay mà lui ra kinh Địa Tạng Bồ Tát bổn nguyện. Ha ha ha, Bụt Sa Mâu Ni Sô ha ha.